Nhân dịp này, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tới thăm tặng quà cho công nhân, người lao động tại một số doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội. Đến thăm động viên đội ngũ công nhân, người lao động tại công ty cổ phần Hồng Nam, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn, thị xã Nghĩa Lộ, công ty cổ phần Trẻ Nghĩa Lộ, công ty cổ phần thương mại du lịch và đầu tư Yên Bái, công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái. Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao 40 suất quà Tết tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, góp sức cùng với công ty phát triển sản xuất và kinh doanh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước năm 2022.